Xin chào anh chị. Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì là một ngày cuối tuần các anh chị ha. Là một buổi tối ngày cuối tuần thì mọi người cùng vào đây để nghe Lý nói chuyện về sức khỏe nhé. Ai quan tâm đến chăm sóc sức khỏe chủ động, ai mà đang quan tâm làm sao để mà mình luôn được khỏe mạnh đúng không ạ? Để mà mình đang khỏe và mình còn khỏe hơn nữa, mình được phòng được những cái bệnh tật đúng không ạ? Những cái bệnh nan y, những cái bệnh nguy hiểm hay là cái ung thư đó, thì mọi người cùng vào đây để nghe Lý chia sẻ về sức khỏe các anh chị nhé. Thật sự là những cái điều mà Lý chia sẻ các anh chị, Lý tin là sẽ không có nhiều người mà có thể chia sẻ được, họ sẽ không có nhiều người mà người ta có thời gian hay là người ta đam mê về cái sức khỏe để mà người ta chia sẻ cho các anh chị đâu. Nên là thật sự là khi mà Lý còn đang có thời gian đúng không ạ, có thể ngồi đây chia sẻ được với các anh chị. Các anh chị hãy vào nghe đi, không mất nhiều thời gian của mình đâu, nhưng các anh chị sẽ rất là lời, Lý đảm bảo là các anh chị sẽ rất là lời khi mà xem những cái video của Lý đấy nha. Rồi các anh chị, xin chào những người đầu tiên nhé, xin chào các chị yêu đầu tiên. Thì thấy có hình của mấy chị đang xem này mà không biết là tên gì. Các chị comment xuống cho Lý biết được không? Các chị yêu nào đang xem thì có thể comment cho Lý là xin chào, hay là comment là rõ, hay là comment số 2, số 1 gì đó được không? Cho Lý biết với. Comment bất cứ cái gì mà các anh chị thích. Hay là mọi người comment xin chào với Lý đi được không? Comment xin chào đi để Lý biết ai đang xem, Lý sẽ chào lại các chị yêu nhé. Ai em xin chào chị Đỗ Yến nè. Đó, chị Đỗ Yến hôm nay có thời gian và xem em nghe chị em chia sẻ chị nhé. Hôm nay Lý sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái thông tin mà rất rất là cực kỳ là bổ ích luôn các anh chị. Đó, rất là bổ ích và Lý tin là về sức khỏe các anh chị nhé. Và Lý tin là các chị sẽ khi mà nghe xong các chị sẽ cảm thấy vô cùng là tuyệt vời. Đó. Cái này là những cái mà trải nghiệm của bản thân Lý với lại là khách hàng của mình. Hôm nay thì Lý sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái câu chuyện của một cô khách đó áp dụng những cái phương pháp Lý chia sẻ và đã đỡ đi được bao nhiêu bệnh các anh chị nhá. Câu chuyện trực tiếp luôn, hôm trước là Lý nói chuyện với cô từ vài hôm trước cơ, nhưng hôm nay thì mới có thời gian lên đây mà chia sẻ cho các chị yêu. Ô còn ngoài chị Yến ra này, rồi còn những chị nào đang xem nữa comment xuống cho Lý biết được không? Rất là nhiều người đang xem, Lý thấy rất là nhiều chị đang xem. Trời ơi, các chị đừng có tiếc gì với Lý một câu chào nhá. Thật sự là Lý dành một chút thời gian lên đây chia sẻ với các chị đừng tiếc gì với Lý một câu chào hết được không? Em chào chị Ly nhá. Xin chào Thảo Ly này. À, em xin chào chị Tươi. Đó, em có thấy chị Tươi rồi. Các chị có nghe em Lý nói rõ không ạ? À? Các chị cho em Lý hỏi một chút nhá, dành 30 giây cho em Lý kiểm tra giúp em Lý với nhá. Các chị đang xem thì các chị có thấy cái hình ảnh với lại là cái hình ảnh với lại là cái âm thanh á còn rõ không các chị nhá? Nếu như mà rõ comment giúp Lý là rõ với các chị nhá. Đó, để mà Lý yên tâm Lý chia sẻ cho các chị. Nhiều khi sợ không có hình ảnh không rõ này, hay là âm thanh lại không rõ, các chị vào nghe thì nó lại khó chịu đúng không ạ? Nếu Lý cũng vậy thật sự, nếu mà nghe ai chia sẻ mà âm thanh hình ảnh nó phải rõ rõ xíu thì mình cảm thấy nó thoải mái hơn các chị nhỉ. Rồi mình sẽ vào chia sẻ luôn. Em chào chị Huệ nhá. À vâng, chị Huệ nghe rõ này. Vâng, em chào chị Gia Hân này. Vâng, em xin chào chị Cát Bụi này. Đó, em chào chào tất cả các chị yêu rất là tuyệt vời. Ở đây đều là những người quan tâm đến sức khỏe và mình mong muốn là làm sao để mà mình được khỏe hơn các anh chị ha. Thì thật sự luôn các anh chị, như cái tiêu đề mà Lý viết ấy, những cái phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động mà Lý đang chia sẻ cho các anh chị, mình cảm thấy mình rất là may mắn luôn các anh chị, bởi vì nó đang tiết kiệm cho mình được rất là nhiều tiền các anh chị. Khi mà Lý càng hỗ trợ cho nhiều người, Lý càng cảm thấy là chắc là cái gọi là cái sự may mắn của mình nó vô cùng là lớn luôn. Cái sự may mắn của Lý có thể kể đến đó các anh chị. Cái đầu tiên ấy, thứ nhất là mình phải đánh giá đúng không ạ, đối với cái việc mà chăm sóc sức khỏe thì mình đánh giá mình là một người còn trẻ đúng không ạ. Mình thì Lý năm nay là mới có 26 tuổi thôi và mình cũng chưa phải là có một cái bệnh gì đó quá nghiêm trọng cả hết các anh chị. Có thể trước đó thì lâu lâu mình hay bị táo bón hay là mình cảm thấy hơi mệt mỏi một chút xíu vậy thôi. Lâu lâu ví dụ mình ăn nhiều hay là mình thiếu ngủ này kia, mình cảm thấy nó hơi mệt mỏi thôi các anh chị, chứ cũng chưa có cái gì quá nghiêm trọng cả. Nhưng Lý đã biết đến những gọi là đến một cái cụm từ đó là khái niệm chăm sóc sức khỏe đúng không ạ? Và bắt đầu mình đào sâu vào và mình cảm thấy thật sự là nó là một cái thế giới quá là tuyệt vời đúng không các anh chị? Bởi vì thông thường á, khi mà Lý hỗ trợ cho mọi người thì Lý đa phần nhận thấy rằng á, là mọi người chỉ quan tâm đến sức khỏe khi mà các anh chị một á, là các chị trên 30, trên 40 hoặc là trên 50 gì đó đúng không ạ? Bởi vì bắt đầu cái tuổi đó là cơ thể của mình nó rệu rã rồi đó, các chị đã bị xuất hiện rất rất là nhiều những cái vấn đề rồi và các chị bắt đầu quan tâm sức khỏe.
Đó nên là mình cảm thấy mình rất là may mắn. Bây giờ mình vẫn có cái năng lượng, mình vẫn có cái gọi là rất là nhiệt huyết, nhưng mình lại rất là quan tâm sức khỏe. Đó là cái may mắn của mình đầu tiên. Cái thứ hai đấy các anh chị, là cái trường hợp thứ hai mà mọi người quan tâm sức khỏe. Có thể là đang còn trẻ nhưng đã đang bị một cái bệnh gì đó, hay là một cái gọi là một cái vấn đề gì đó về sức khỏe rất là nghiêm trọng. Ví dụ như ai đó họ bị táo bón một cách quá là kinh, gọi là một cách quá là lâu năm, đúng không ạ? Bị cả bao nhiêu năm trời rồi, dẫn đến trĩ, bị đi vệ sinh ra máu này, hay là có những người họ bị đau dạ dày, hay là họ bị những cái bệnh gì đó ở trong người, thì người ta mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe. Nên là cái may mắn của Lý các anh chị, đó là mình cảm thấy mình đang còn rất là khỏe, mình cũng gọi đang còn rất là trẻ, nhưng mình đã biết đến cái điều này rồi. Và Lý thấy là mình nên chia sẻ cái điều này cho càng nhiều người càng biết, để mà có thể là mọi người đều biết là sức khỏe quan trọng, đúng không ạ? Thì biết là phải chăm sóc, nhưng chăm sóc như thế nào, đúng không ạ? Chăm sóc như thế nào, bằng những cái phương pháp nào, và cái lộ trình chăm sóc như sức khỏe như thế nào, thì có thể là các anh chị chưa biết. Đó là lý do vì sao mọi người đều nói là sức khỏe quan trọng, nhưng khi mà kêu chăm sóc thì các anh chị chưa biết làm như thế nào. Thì Lý ở đây để mà luôn chia sẻ với các anh chị cái cách mà mình chăm sóc sức khỏe các anh chị nhé. Thì cái mà khi mà Lý hỗ trợ cho mọi người chăm sóc sức khỏe thì nó luôn xoay quanh hai cái vấn đề. Cái thứ nhất đó là thải độc, và cái thứ hai là dinh dưỡng nhá. Ai đang nghe hãy comment xuống giúp cho Lý là thải độc và dinh dưỡng các anh chị nhá. Hai cái này mọi người hãy luôn luôn song hành cùng với nhau các anh chị nhá. Hãy song hành cùng với nhau, và đặc biệt là thải độc các chị đừng bao giờ bỏ qua. Nó quan trọng cực kỳ luôn các anh chị. Kể cả làn da, kể cả sức khỏe, và kể cả tất cả mọi cái thải độc nó chiếm đến luôn. Cái thải độc gọi là nó ảnh hưởng, nó chiếm đến 80% luôn các anh chị. Rồi ai đang nghe comment cho Lý là thải độc và dinh dưỡng các anh chị ha, thải độc và dinh dưỡng. Một vài cái phương pháp thải độc mà Lý đang làm, đang áp dụng và đang chia sẻ luôn, là cái tiêu biểu nhất là thải độc cà phê, thì chắc chắn là các chị biết rồi đúng không? Chị Yến đang làm này. Chị Yến làm thải độc cà phê được bao nhiêu lâu rồi chị Yến nhỉ? Đã được bao nhiêu lâu rồi? Đó, cái tiêu biểu nhất là thải độc cà phê. Cái tiếp theo đó là tẩy sỏi gan, Lý đang chuẩn bị làm đợt 4 các anh chị nhé. Lý làm được 3 đợt tẩy sỏi gan rồi, mình đang chuẩn bị tinh thần để mình làm đợt 4. Cái tiếp theo là tẩy nấm, thì chắc là đợt 4 này Lý sẽ làm chung với lại cả tẩy nấm với lại là tẩy sỏi gan luôn. Được chưa? Đúng rồi. Thải độc cà phê, tẩy sỏi gan và tẩy nấm. Rồi là uống nước ép này các anh chị, hay là viên thải độc tế bào, thì nó đều là đi sâu vào để mà nó giúp cho cái cơ thể của mình thải độc các anh chị ha. Thải độc cho đại tràng, thải độc cho gan, thải độc cho đường ruột, và thải độc từ cấp độ tế bào. Điều đó cực kỳ là quan trọng luôn các anh chị. Bởi vì trong cái xã hội thời hiện đại bây giờ các anh chị, thực ra thì lúc nào cũng thế, nhưng trong cái xã hội hiện đại bây giờ, cái thế kỷ 21 bây giờ các anh chị, thì cái việc thải độc nó còn quan trọng và nó cấp thiết hơn bất cứ lúc nào. Tại vì sao? Ăn uống này đúng không ạ? Thức ăn, thực phẩm, ô nhiễm môi trường này các anh chị, rồi là những cái thông tin tiêu cực nó luôn luôn bổ, gọi là nó xung quanh mình rất là nhiều các anh chị ha, 24/24. Có nghĩa là cơ thể của mình các anh chị, từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể xác, mình luôn luôn tiếp xúc với độc tố, và cơ thể của mình nó luôn luôn sản sinh ra độc tố trong cái thời buổi bây giờ. Nên là cái việc mà mình làm thải độc các anh chị là một trong những cái việc mà cực kỳ là quan trọng, và các anh chị nhớ là cần phải ưu tiên cho Lý nhá. Cho dù các anh chị không có điều kiện để dùng những cái dinh dưỡng mà Lý hay là những các anh chị khác chia sẻ, thì các anh chị hãy luôn chọn thải độc, bởi vì Lý chắc chắn rằng là các anh chị đang giúp cho mình đấy các anh chị. Đúng không? Trước mắt có những người thì các anh chị đầu tư được đúng không ạ, nhưng có những người thì cũng nói với Lý là thật sự là rất là khó khăn, thì mình nghe mình cũng rất là thương. Nhưng nếu mà bây giờ một cái ví dụ như khi mà bây giờ các anh chị đang còn khỏe, các anh chị đang còn có thể đi làm để mà mình kiếm tiền được, mà các anh chị vẫn không sẵn sàng bỏ tiền ra để mà các anh chị chăm sóc cho cái sức khỏe của mình, rồi sau này đến khi mà các anh chị bị bệnh các anh chị, đúng không ạ, mình nằm ở đó nhưng mình không có một cái sự lựa chọn nào nữa, các anh chị bắt buộc phải bỏ tiền ra để mà cho cái sức khỏe của mình, thì thật sự là Lý nghĩ lên cái viễn cảnh đó nó còn đau thương, nó còn tốn kém hơn rất là nhiều các anh chị nhé. Nên thực ra các anh chị khi mà bây giờ chúng ta đang còn khỏe, các anh chị đang còn có thể làm được, thì ngay từ bây giờ các anh chị hãy dành một khoản để mà mình đầu tư, mình chăm sóc cho sức khỏe của mình. Cái đó chính là các anh chị đang tiết kiệm cho tương lai các anh chị nhé. Có thể là trước mắt mình sẽ chưa thấy nhiều, nhưng 2 năm sau, 5 năm sau các anh chị sẽ phải cảm ơn, bởi vì ngày hôm nay các anh chị đã chăm sóc sức khỏe. Các anh chị nhá, hãy nhớ cái lời Lý nói nhé. Bởi vì trong quá trình mà Lý hỗ trợ cho rất rất là nhiều khách, thật sự là
mình mọi mọi người có thể là thấy Lý hay chia sẻ vậy thôi, nhưng ở phía sau các anh chị là Lý hỗ trợ cho rất là nhiều người và mình biết được rất là nhiều những cái câu chuyện về sức khỏe của các anh chị, đúng không ạ? Thì thật sự là khi mà bị bệnh với các anh chị, tiền nó chỉ là một con số thôi, và nó không, nghĩa là nó có những cái bệnh, đúng không ạ, nó không, một cái số tiền thì nó có thể giúp được, nhưng có những bệnh thì nó không, tiền bạc nó không có giá trị gì hết, nó không có thể lấy lại được cho mình được. Nên là các anh chị hãy luôn dành thời gian và hãy một chút đầu tư về cho cái sức khỏe của mình các anh chị nhé. Chị làm thải độc cà phê được hơn 10 ngày, tuyệt vời quá. Ở chị Gia Hân vậy là mới làm đúng không ạ? Vậy sau hơn 10 ngày làm thì không biết chị Gia Hân cảm nhận như thế nào thì có thể chia sẻ với em và mọi người được không ạ? Chị Yến làm được 3 tháng đúng không? Em Lý thì chắc là làm được 1 năm, chuẩn bị 3 tháng rồi đấy các anh chị, ý là 1 năm 3 tháng này đó. Giờ đó là những cái phương pháp thải độc. Rồi tiếp theo là các anh chị dinh dưỡng thì các anh chị cố gắng là mình ăn thiên về thực vật, rau củ quả tươi sống, nước ép sinh tố và nên uống thêm dinh dưỡng bổ sung các anh chị nhé. Thì những cái phương pháp mà Lý chia sẻ các anh chị thì là thải độc xúc rửa muối biển đúng không? À vừa nãy quên nói, thì có một cái cô khách của Lý các anh chị, cô này, cô Hương, cô ở ngoài Nha Trang như vậy. Cô ở ngoài Nha Trang. Cô Hương ở ngoài Nha Trang và thật sự là cô làm các anh chị, thì tính đến nay nhé, để Lý xem là cô làm và chăm sóc những tất, gần như là Lý chia sẻ cái gì cô làm hết luôn các anh chị. Sự thải độc cà phê, xúc ruột muối biển, tẩy sỏi gan, tẩy nấm, không biết tẩy nấm thì cô làm chưa, nhưng ba cái này cô làm rồi. Rồi uống viên thải độc tế bào omega, nước kiềm, rồi là ăn ớt chuông, uống nước ép đó, mọi người nghe quen đúng không ạ? Là cô ấy, Lý chia sẻ cái gì là cô làm hết rồi. Và cô bắt đầu là cô làm vào là ngày 25 tháng 5 các anh chị. 25 tháng 5 đó là ngày cô đặt hàng, thì chắc đến cuối tháng, nói chung là đến khoảng khoảng đâu đó tháng 6. Đầu tháng 6 là cô Hương cô bắt đầu bước vào những cái quy trình mà chăm sóc sức khỏe mà Lý mới nói các anh chị nhé. Đó là y chang vậy luôn. Lý chia sẻ cái gì là cô làm hết từ A đến Z. Các anh chị biết tại sao không ạ? Lúc đó thì cô ý là cô thấy Lý chia sẻ là cái xúc ruột bằng muối biển, có thải độc cà phê, thì cô chưa có cái gì cả, ở nhà cô có sẵn muối thì cô làm muối thôi. Và cô kêu trời không ngờ lúc mà cô làm muối xong các anh chị nó quá đã luôn, chưa bao giờ mà cảm thấy nó thoải mái như vậy. Thế là cô tin Lý luôn, thế là cô đặt mua một loạt tất cả những cái gì mà Lý khuyên và Lý vẫn hay chia sẻ, thì nói gì thì cô đặt mua hết. Và cô về cô làm y chang, Lý chia sẻ như nào cô làm y chang luôn. Xong rồi hôm trước anh chị, cách đây 2-3 ngày thôi, cô gọi điện và Lý hỏi là hỏi thăm cái tình trạng của cô, thì cô kêu nhá, đây để xem cô đỡ đi những cái gì này các anh chị, là cô với cả chú đều làm luôn các anh chị nhá, là làm thì dễ chịu nè, cô hướng dẫn cho cả gia đình cùng làm luôn, tức là cái đau vai gáy của cô đỡ hẳn luôn các anh chị. Đấy, đau vai gáy, ai mà hay bị đau đầu, đau vai gáy này các anh chị nhá, là của cô đỡ hẳn luôn. Cô Hương thì khoảng 60 tuổi thì phải, đi quên mất tuổi cô. Đó là đỡ đau hẳn vai gáy luôn các anh chị nè, đỡ đau bao tử, những cái bệnh lặt vặt nó cũng đỡ. Rồi là ở đâu vậy? Chị ấy gọi cho Lý. Đây để Lý xem coi nha. Đỡ đau vai gáy này, đỡ đau bao tử này, những cái bệnh lặt vặt cũng đỡ, giảm 4kg nhá. 3 tháng, đâu đó khoảng 3 tháng đúng không anh chị? Đó là giảm 4kg này, bụng nhỏ, nhẹ nhàng, dễ chịu. Và đặc biệt là đi xe thì đấy, đỡ bị đau đầu hơn. Các anh chị thấy hay không ạ? Có nghĩa là tại sao cô lại quyết tâm cô làm như thế, mà nói chung là cô cũng chỉ xem Lý qua vì những cái video như thế này thôi các anh chị. Nhưng cô kêu là bởi vì trước đó giống kiểu là cô đã đi khám rất là nhiều rồi và nó không có đỡ đi cho cô được, và uống rất là nhiều thuốc rồi. Xong cô kêu là thôi bây giờ thứ nhất là thấy Lý chia sẻ cái xúc rửa muối biển và cô làm cô cảm thấy rất là thoải mái, những cái kia thì cô chưa làm, nhưng cô kêu thôi bây giờ uống thuốc quá nhiều nhưng nó không thể đỡ đi được, nên cô cứ đánh liều với các anh chị. Vậy là cứ đánh liều tin tưởng Lý một lần, và Lý nói cái gì thì cô làm theo y chang từ A đến Z các chị. Xúc rửa muối biển, thải độc cà phê, viên thải độc tế bào, tẩy sỏi gan, nấm thì có gửi dầu dừa mà không biết cô làm chưa nữa. Rồi uống omega này các anh chị, uống nước kiềm này, rồi làm gì nữa ta, uống nước kiềm này, rồi uống nước ép, ăn ớt chuông, ăn khoai lang nữa đó, những cái mà Lý vẫn hàng ngày chia sẻ cho các anh chị nhé. Và đỡ đau hẳn vai gáy thì các anh chị, đỡ đau bao tử này đó, nên ai bị những cái bệnh như vậy các anh chị có thể tham khảo nhé. Xưa rồi là giảm 4kg, làm giảm, nhưng mà giảm mà cái bụng mình nó nhỏ, giảm mà lại khỏe, giảm mà da lại đẹp, giảm mà mình lại cảm thấy nó thoải mái hơn các anh chị nhé. Đó, cái điều đó rất là tuyệt vời, có nghĩa là khi mà cơ thể của các anh chị sạch á,
À, đúng rồi, khi mà các anh chị khỏe thì cái việc mà vóc dáng của mình nó sẽ từ từ nó được cân đối, hay da rẻ mình sẽ đẹp hơn, đó là những cái điều mà nó sẽ tự nhiên nó đến thôi các anh chị nhé. Đó, đúng ạ, rồi nhẹ nhàng này, đi xe đỡ bị đau đầu hơn thì các anh chị cảm thấy tuyệt vời không ạ? Và những cái này thì mình không có nhận mình là người chữa bệnh, mình cũng bởi vì mình không phải là bác sĩ, chỉ là mình đam mê về cái sức khỏe, gọi là mình bằng những cái phương pháp tự nhiên đó các anh chị. Khi mà mình làm mình cảm thấy nó rất là hay, nó khỏe và nó sẽ giúp cho mọi người phòng được bệnh, đỡ phải gọi là hạn chế cái việc mà sử dụng thuốc tây các anh chị nha. Nhưng khi mà Lý vẫn chia sẻ đó, không ngờ là lúc mà mọi người áp dụng nó lại tuyệt vời đến như vậy. Ban đầu thì mình chỉ là một người bị táo bón và mình làm cái thải độc cà phê, và mình thấy ồ nó tuyệt vời quá, mình chia sẻ cho mọi người. Nhưng mọi người có những người họ đang bị táo bón đúng không ạ, nhưng họ lại bị cả về hôi nách chẳng hạn đó, họ làm trời ơi chưa chị hết hôi nách em sau 3 đến 5 tháng cũng hết hôi nách luôn các anh chị. Rồi làm chị đỡ bị đau xương khớp này, chị đỡ bị tê tay tê chân này, nó cũng giảm hẳn đau đầu luôn. Thì mình mới phát hiện ra là hóa ra là khi mà cái cơ thể của mình sạch các anh chị, là cơ thể của mình nó sẽ giảm đi rất là nhiều bệnh, bởi vì thực ra độc tố nó đã gây ra bệnh cho các anh chị 80% rồi đúng chưa. Nên là bây giờ khi mà các anh chị giảm đi một cái lượng độc tố lớn là giảm đi được một phần rất là cái gọi là cái nguyên nhân rất là lớn gây ra bệnh, thì tự nhiên những cái bệnh tật của các anh chị nó sẽ đỡ đi. Có những người thì nó sẽ hết hẳn các anh chị nhá, có những người thì sẽ hết hẳn, nhưng có những người thì nó sẽ chưa thể hết được, nhưng chắc chắn là nó sẽ giảm đúng không ạ. Còn các anh chị cần phải kiên trì và còn cần phải đều đặn hơn nữa, bởi vì bây giờ độc tố mấy chục năm nó tích tụ trong cơ thể của mình đúng không ạ, nó đã có một số cơ quan thì nó đã bị gọi là nó bị tổn thương đúng không ạ. Mình có một số, nếu mà các anh chị chăm sóc sớm, chăm sóc kịp thì nó còn có thể khôi phục lại được, nó còn có thể giúp các anh chị trở về trạng thái như ban bình thường được. Còn nếu như mà các anh chị cứ chần chừ đúng không ạ, các anh chị bị táo bón nhưng các anh chị cứ chần chừ, hay là mình bị một vài cái dấu hiệu chỉ đơn giản là đau đầu này kia thôi, mình càng để lâu thì nó càng dễ xuất hiện những cái tổn thương vĩnh viễn trong cơ thể của mình, thì sau này cho dù mình chăm sóc như thế nào thì nó cũng sẽ không thể khôi phục lại được 100% giống như lúc ban đầu. Nên là cái đó mới là cái quan trọng các anh chị nhé. Này, cái chăm sóc sức khỏe các anh chị là mình cần phải làm ngay từ bây giờ. Các anh chị đừng đợi, các anh chị đừng đợi sau này có thời gian đúng không ạ, đừng đợi sau này con mình lớn lên, đừng đợi là mình xây được một cái nhà, mình mua được một cái xe rồi mình làm được cái này làm được cái kia các anh chị mới chăm sóc sức khỏe. Mà chăm sóc sức khỏe đúng không ạ, chăm sóc cái bản thân của mình này các anh chị, cho dù là các anh chị làm một cái gì các anh chị hãy phải luôn luôn đồng hành với nó, bởi vì có sức khỏe, cái cơ thể này nó khỏe mạnh thì các anh chị mới làm được những cái việc lớn lao hơn đúng không các anh chị. Đó. Ai đồng ý thì comment là Z được không? Đó. Ai đồng ý là comment là Z hoặc là comment là đồng ý nhé. Ai đồng ý với những cái lý nó thì comment là Z hoặc là đồng ý. Chị thấy nhẹ nhõm hơn, bụng gọn, eo giảm 3cm, giảm 2kg. Ồ tuyệt vời quá, này chị Hân mới làm có 10 ngày đấy các anh chị. Đúng không ạ, đây là cái, vậy là cái giảm eo của chị đúng không ạ, với lại giảm 2kg của chị là 2kg độc tố chị nhá. Đó, các mọi người phải hiểu ở đây nha. Đó, chị Hân giảm 2kg ở đây là 2kg độc tố đấy các anh chị. Nghĩa là trong cái đại tràng của mình á, đại tràng của mình nó có thể chứa đến nhiều nhất là một người trưởng thành nhá, có thể nhiều nhất là 15kg độc tố. Còn trong cái cơ thể của mình á, nó có thể nhiều nhất là đến từ 8 cho đến 25kg độc tố trên toàn cơ thể. Nhưng trong riêng đại tràng nó đã có thể phun nhiều nhất là 15kg rồi. Nhưng không phải là ai cũng 15kg đúng không ạ. Có những, ví dụ như có những người bị bệnh thì người ta có thể là đến cái mức độ như vậy. Hay là những cái người mà bụng người ta rất là to, bụng bia các anh chị, người ta có thể là cái số ký độc tố nó nhiều như thế. Nhưng những người bình thường chẳng bị làm sao cả vẫn có thể chứa trong đại tràng 2 đến 3kg phân thừa độc tố là bình thường các anh chị. Nên thực ra cái thải độc cà phê là dành cho tất cả mọi người đúng không ạ, không phải là bị táo bón mới làm, không phải là cần giảm cân mới làm, không phải là bị bệnh mới làm, mà chỉ cần là ai có một cái khao khát là mình được khỏe mạnh đúng không ạ, một cái khao khát là mình chăm sóc sức khỏe để mà mình phòng về ung thư thì mình làm thôi các anh chị nhé. Ai cũng cần phải làm phương pháp này cả. Hôm qua Lý có đăng cái quả bác Ngô Đức Vượng đấy các anh chị đúng không ạ, bác Ngô Đức Vượng tác giả của cuốn sách gì đấy, Minh Triết Trong Ngăn Bốn Phương Đông đấy, bác nói về cái thải độc cà phê. Ồ sao tự nhiên hôm qua mình mới vô tình mình thấy được cái video đó, sao mà Lý thấy mà Lý nói giống y chang bác, không khác tí nào hết các anh chị. Khi đại tràng sạch đúng không ạ, thì khi mà làm xong thì ai cũng cảm thấy là thoải mái hết. Nhưng khi mà đại tràng sạch các anh chị thì những cái độc tố từ phía trên nó tự động được dồn về đại tràng, bởi vì đó là chính là cái cơ chế trong cơ thể của mình các anh chị nhé. Đại tràng là thùng rác của cơ thể các anh chị ha.
Thì bình thường bây giờ đại tràng của các anh chị nhiều rác quá, thì ví dụ như rác ở ở những nơi khác nó không có dồn được thì rác ở đâu nó nằm nguyên ở đó, đúng không các anh chị? Ở trên da thì nằm nguyên ở da đó, ở trên dạ dày nằm nguyên ở dạ dày, nên nó mới gây bệnh, gây thối rữa toàn bộ cơ thể của mình. Bây giờ mình làm sạch cái thùng rác thì tự nhiên cơ thể của mình nó hiểu được là ở dưới sạch rồi, xong rồi nó sẽ tự động đẩy độc tố xuống phía dưới các anh chị nhé. Đó là lý do vì sao các anh chị chỉ làm sạch cái đại tràng thôi, nhưng các anh chị lại đỡ đi được rất là nhiều, và gần như là toàn bộ cơ thể của mình nó thay đổi các anh chị nhé. Uống viên thải độc tế bào có cần kiêng gì không? Dạ không chị ạ. Nhá, nếu như mà chị kỹ tính thì chị có thể là cái viên thải độc tế bào, hay là cho dù chị uống hay không uống thì chị vẫn nên tăng cường ăn rau xanh. Còn ví dụ mình hạn chế những cái thịt đỏ này, hay là những cái đồ ăn công nghiệp, rồi là nước ngọt này kia thì chị nên hạn chế chị nhá. Ý là cho dù uống cái viên đó hay không thì vẫn nên hạn chế những cái món đó. À, em chào anh Vinh nhá. Em xin chào chị Hương ạ. Hello chị yêu. Đó. Được chưa các anh chị? Rồi, thêm một cái thông tin nữa để cho mọi người biết là nếu như mà ở đây ai mà đang làm thải độc cà phê tại nhà, các anh chị lời kinh khủng khiếp luôn các anh chị. Lời ơi là lời luôn. Ngày hôm qua Lý mới nói chuyện một chị khách mà trời ơi, chị gọi điện cho Lý mà chị mừng kinh khủng luôn các anh chị. Ý là mừng là gặp được Lý chia sẻ được cái phương pháp này làm tại nhà. Tại vì chị kêu hiện tại chị đang đi làm ở spa, mỗi một lần 1 triệu các anh chị nhé. Ý là giống kiểu buổi sáng Lý nấu cà phê xong Lý nằm nói chuyện với mọi người đó, là mỗi một lần như thế là 1 triệu. Nhưng tất nhiên là đến đó làm thì nếu mà chỉ có làm như thế không, người ta lấy 1 triệu thì chắc chắn là sẽ khó, đúng không anh chị? Người ta sẽ còn làm thêm những cái dịch vụ khác, massage rồi thêm cái này thêm cái kia vào cho mình thì để người ta lấy 1 triệu của mình các anh chị nhé. Và chị kêu là đi làm 9 lần là hết 9 triệu. Đó, 9 lần là hết 9 triệu. Xong chị ấy nói là muốn mua về nhà làm thì kêu là bên đó kêu là không được. Ý là kêu cái này bắt buộc là phải làm tại spa. Với lại là nếu như mà muốn mua về nhà làm á là phải mua một cái khóa học ở bên đó là 20 triệu. Đó, rồi nó hướng dẫn cho cách làm, ý là giống kiểu khóa học về sức khỏe vậy các anh chị. Các anh chị thấy không ạ? Nhưng thực ra thì bình thường thì thấy giá đó là cũng không hề đắt đâu các anh chị, bởi vì 1 triệu bây giờ mình thấy nó đã là rẻ. Bởi vì ở các trung tâm người ta làm cái phương pháp này lúc trước, nên chị mời mình biết chắc là bây giờ nhiều người họ làm tại nhà quá nên là họ đã giảm bớt cái giá dịch vụ. Chứ còn ở các trung tâm các anh chị, người ta ngày trước là người ta làm cái phương pháp này một lần như vậy là 4 triệu các anh chị nhé, 4 triệu. Còn khi mà đi một cái liệu trình của nó đâu đó khoảng từ 20 cho đến 30 lần làm là khoảng từ đâu đó từ 20 cho đến 40 triệu là bình thường các anh chị ạ. Đó, một cái liệu trình thải độc như thế các anh chị nhá, nhưng vẫn chưa phải là đắt nhất các anh chị nhá. Có những người họ đi qua bên Thái Lan để họ làm những cái phương pháp thải độc y chang vậy luôn, cũng là bơm vào hậu môn, đúng không ạ? Cũng có một cái chất gì đó bơm vào hậu môn, rồi cũng là uống dầu ô liu này các anh chị, rồi nó ra những cái viên sỏi. Nói chung là buổi sáng đi vệ sinh rồi nhìn ăn, rồi là uống nước ép y chang vậy luôn các anh chị. Nhưng qua bên Thái Lan thì chắc chắn là cái chi phí, cái dịch vụ nó sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần nữa, đúng không các anh chị ha? Nhưng cái quan trọng ở đây các anh chị, cái chi phí đó chỉ là một phần thôi, nhưng cái quan trọng là nếu như mà đi như thế mà cái sức khỏe của mình tốt lên thì nó vẫn là đáng giá các anh chị ha. Nhưng ý ở đây á là thật sự là bây giờ nếu như các anh chị ngồi đây và các anh chị biết được cái phương pháp là thải độc cà phê hay là những cái phương pháp thải độc khác mà Lý chia sẻ các anh chị, cho dù là các anh chị mọi người nó bỏ ra bao nhiêu tiền thì thật sự nó vẫn đang rất là rẻ đấy các anh chị nhé. Sắp tới thì Lý chuẩn bị là làm tẩy sỏi gan nữa. Lần này là Lý làm đợt này là đợt thứ tư để đây các anh chị nhá. Ai muốn làm thì cùng làm với Lý nha. Nếu cho dù là các anh chị bỏ ra bao nhiêu tiền đúng không ạ, thì nó nếu như mà nó cũng đang rất là rẻ đấy các anh chị ạ. Nói chung là những cái phương pháp thải độc thì nó rẻ thôi đúng không? Thải độc cà phê hay dầu ô liu để mà mình tẩy sỏi gan thì nó khá là rẻ. Còn một số cái món khác ví dụ như là viên thải độc tế bào hay là omega thì các anh chị cần phải mua thì nó là 2-3 triệu gì đó một hộp. Đó, có những người thì các anh chị cũng rất là đắn đo những cái đó. Nhưng Lý chắc chắn với các anh chị là cho dù nó là bao nhiêu thì nó vẫn đang rất là rẻ đối với cái sức khỏe của mình các anh chị nhé. Nên thật sự là mình biết được những cái thông tin như thế này, nó trực tiếp khách hàng của mình làm và chia sẻ lại với mình, thì mình biết là mình thật sự quá là may mắn rồi các anh chị. Chắc lúc trước mình Lý cũng phải làm một cái gì đó may mắn lắm đúng không, mới gặp được những cái phước lớn như thế này. Nói nhiều cái là rất là khát nước luôn.
thận. Nên là các mọi người hãy dành thời gian chăm sóc cho sức khỏe, đúng không ạ? Như giống như hôm nay đó, Lý có đăng một cái bài đó, ví dụ như khi mà mình đặt một cái nải chuối và một cái đống tiền trước con khỉ, thì con khỉ nó sẽ chọn chuối, bởi vì nó không biết là tiền sẽ mua được rất là nhiều chuối, đúng không ạ? Còn con người của mình cũng vậy, nếu như mà mình đặt sức khỏe với lại tiền trước mặt thì mọi người có xu hướng đa phần là sẽ chọn tiền đó. Nhưng người ta quên mất một điều là cái sức khỏe, khi mà mình có sức khỏe thì nó sẽ có cho mình rất là nhiều tiền và kể cả hạnh phúc nữa. Tất nhiên là mình sẽ làm sao để mà mình cân đối cả hai, các anh chị nhé. Nhưng cho dù là các anh chị làm cái gì, đúng không ạ, thời gian bận ra sao, thì một ngày nó 24 tiếng, giữa cái người giàu và người nghèo cũng chỉ có 24 tiếng các anh chị ạ. Giữa người khỏe mạnh và một cái người bệnh tật, người ta cũng chỉ có 24 tiếng thôi các anh chị, đúng không ạ? Giữa ví dụ như hai người phụ nữ 60 tuổi nhưng một người trông già hơn, một người trông rất là già nhưng một người lại trẻ hơn so với tuổi 60, người ta cũng chỉ có 24 tiếng thôi các anh chị. Cái khác nhau đó là người ta phân chia thời gian và người ta biết ưu tiên cho những cái gì quan trọng trong cuộc sống các anh chị nhá. Và sức khỏe là một trong những cái điều mà Lý phải nói đi nói lại là các anh chị bắt buộc các anh chị phải quan tâm, bắt buộc các anh chị phải dành thời gian, bắt buộc các anh chị phải bỏ tiền ra để đầu tư lên các anh chị. Nếu như mà không đầu tư để phòng bệnh thì chắc chắn là mình sẽ đầu tư để chữa bệnh, đúng không? Cái điều đó thì mình tin là chắc chắn là mọi người rất là hiểu, đúng không? Ok ha, đó. Ai có hôm nay thì ai có những cái thắc mắc gì, có những cái câu hỏi gì trong cái quá trình mà các anh chị chăm sóc sức khỏe hay là làm thải độc cà phê đấy, thì mọi người cứ đặt câu hỏi cho Lý nhé, Lý sẽ hỗ trợ cho các anh chị. À, với lại tiện đây thì Lý nói luôn là ý là nếu mà ai mà muốn làm tẩy sỏi gan ấy thì chắc khoảng vài ngày nữa là Lý sẽ làm đấy. Lý làm đợt này là đợt thứ tư, đợt thứ tư. Lý bắt đầu làm từ năm ngoái thì ở cứ khoảng 2-3 tháng gì đó Lý sẽ làm một đợt đó tẩy sỏi gan các anh chị nhé. Khi mà các anh chị đã làm sạch đại tràng rồi, đầu tiên là mọi người phải ưu tiên làm sạch đại tràng trước, rồi sau đó sau đại tràng thì cái cơ quan tiếp theo mà các anh chị cần phải gấp rút để mà làm thải độc cho nó thì là gan các anh chị nhé. Hãy cố gắng làm thải độc cho gan bởi vì đại tràng của mình là nơi chứa độc tố, còn gan của mình nó lại nhà máy đào thải độc tố tất cả mọi những cái chất máu, rồi là mọi cái khi mà để mà cho cái cơ thể của mình sử dụng các anh chị, nó hay là các anh chị ăn uống vào độc tố nhiều thì nó đều đi qua gan và nó đều giữ lại ở gan hết. Thì cái gan của mình cái độc tố nó cũng rất là nhiều các anh chị nhá. Rồi là những cái mỡ thừa này các anh chị thì nó cũng sẽ, rồi độc tố sắc vi khuẩn virus mọi cái nó cô đọng lại, nó không được đào thải ra bên ngoài thì nó sẽ bị viên lại thành những cái viên như thế các anh chị nhá, cái viên xanh xanh như thế, thì xanh xanh đen đen vàng vàng gì đó. Thì khi mà mình làm á thì nó sẽ được đẩy ra bên ngoài để nó giúp cho cái quá trình đào thải độc tố được tốt hơn, đúng không ạ? À, để Lý xíu, Lý muốn tìm một cái chị này hôm trước mới gửi cho Lý cái hình mà chị làm tẩy sỏi gan ấy mà quên mất không chụp lại, giờ không biết đâu rồi nha mọi người. Nếu mà ai muốn làm ấy thì các chị cứ liên hệ với Lý, hoặc là nếu mà chưa biết cách làm ấy mọi người, cách ý là cái cách tẩy sỏi gan ấy, đúng không ạ, thì các chị để lại cái yêu cầu xuống phía dưới thì Lý sẽ gửi cái quy trình cụ thể cho các chị cứ tham khảo trước, rồi các chị muốn làm thì Lý sẽ gửi cho các chị nhé. Thôi để tí để Lý tìm rồi Lý đăng lại sau chứ ở đây nhiều người nhắn tin quá. Hướng dẫn chị tẩy sỏi gan. Ok chị Yến nó chưa có làm đúng không ạ? Cái tẩy sỏi gan rất là hay, mấy chị em phụ nữ mình cũng làm đi. Ai mà hay da mụn, đúng không ạ? Da dầu, da vàng, da nám, các chị cần phải làm tẩy sỏi gan. Và đặc biệt là những người bị mụn nhé, mọi người bị mụn á. Có rất là nhiều khách quản lý bị cái mụn cái khu vực này các anh chị, nó nóng á, bị nóng mụn to, mụn nhỏ, mụn ẩn, nên mụn trứng cá này kia đó, làm tẩy sỏi gan nó tự nhiên nó hết các anh chị, làm vài đợt nó hết à. Hay là có chị Nhuần á, khách quản lý bị men gan cao, nó cũng làm tẩy sỏi gan 4-5 đợt thì rồi bây giờ trở về bình thường thôi. Và trong khi uống có nhiều cái bệnh nó rất là buồn cười, uống bao nhiêu thuốc không hết, tự nhiên cái làm mấy cái này thôi. Lý cũng không phải là người nghĩ ra đâu các anh chị, mình cũng không có giỏi đến mức nghĩ ra mấy cái phương pháp này. Mình chỉ là người đi tìm hiểu, mình làm thấy hay thì mình chia sẻ thôi, đúng không ạ? Và mọi người áp dụng theo, cái tự nhiên mọi người khỏe lên. Thì đấy, mọi người cũng tin tưởng Lý thì rất là mừng luôn. Cũng rất là cảm ơn các anh chị là luôn tin tưởng Lý để mà áp dụng những cái điều mà Lý chia sẻ. Thì cái kết quả, cái sự khỏe lên của các anh chị là cái điều tuyệt vời nhất mà Lý nhận được đấy các anh chị. Để mà mình lại có thêm cái niềm tin của mình nó càng ngày càng tăng các anh chị ha. Và mình lại cứ đi chia sẻ cho nhiều người. Và thật sự là mọi người cũng tiết kiệm được rất là nhiều tiền khi mà
gọi là áp dụng những cái điều luyện lý chia sẻ để các anh chị. Mọi người cố gắng nhé, nếu mà các anh chị đang có những cái bệnh gì đó trong người nhé, cứ theo đúng cái quy trình. À đây, Lý đã viết ra một cái quy trình chăm sóc sức khỏe từ A đến Z, đúng không ạ? Từ A đến Z tất cả luôn. Nếu như mà bây giờ mọi người chưa biết, mới làm thẻ độc cà phê, chưa biết làm gì tiếp theo, hay là bây giờ đang đợi nghe Lý chia sẻ thì thấy rất là hay nhưng chưa biết phải làm gì cả, thì mọi người cứ để lại là cái yêu cầu đó, cái quy trình chăm sóc sức khỏe, Lý sẽ gửi ngay ở phía dưới cho các chị luôn nhé, ở ngay phía dưới comment luôn. Để các chị cứ bấm vào đọc là từ A đến Z luôn. Nếu như mà các chị làm theo, đúng không ạ, Lý chắc chắn là cái đang có bất cứ một cái bệnh gì trong người nó cũng sẽ được giảm đi. Đó, các chị làm, cứ làm kiên trì, nó có thể hết luôn đấy các anh chị. Còn nếu như mà các chị không bị bệnh gì thì mình làm để cho mình sẽ cảm thấy khỏe hơn, da đẹp hơn, đúng không ạ? Phụ nữ của mình cứ làm những cái thải độc như vậy là mình sẽ trẻ lâu hơn đấy các chị nhé. Đó, ngoài cái việc mà uống collagen, dinh dưỡng, mỹ phẩm, đúng không ạ, thì các chị cần phải có cái thải độc nhé, đặc biệt là để cho chị em mình được trẻ lâu hơn ha. Quy trình tẩy sỏi, vâng ạ, để em gửi cho chị Trang nhé. Đúng rồi, ai cần tẩy quy trình tẩy sỏi hay là cái quy trình chăm sóc sức khỏe từ A đến Z, đó mọi người cứ để lại cái yêu cầu của các anh chị ở cái phía dưới comment. Nó cần cái gì thì để lại cái yêu cầu, xong là Lý sẽ gửi cho các anh chị ngay nha. Da chị bị mụn quanh co, quanh cằm hết chị. À, bị mụn đúng không ạ? Đấy, bị mụn thì chị làm đi đó. Nói chung là cái da của các chị bị mụn này các anh chị, nó bị mụn, bị nám, rồi là bị cái gì gì đó ở trên da của mình, các chị làm cái gan nó liên quan đến cái da của mình, nó mật thiết lắm các anh chị. Đó, đầu tiên là cái đại tràng đúng không ạ, sau đó là đến cái gan, nó những cái cơ quan nội tạng với lại cái sức khỏe với lại cái da của mình nó liên quan đến nhau các anh chị nhé. Đó, các anh chị để ý đi, khi mà các anh chị bị táo bón, da rất là xấu đúng không ạ, miệng thì hôi đó, cái mùi hôi của cái mồ hôi của mình nó cũng rất là hôi, hay là khi các chị bị đau dạ dày cũng thế, miệng mình cũng rất là hôi đúng không các anh chị. À, rồi là da của mình nó xấu đi là bởi vì cái hệ tiêu hóa của mình các anh chị nó không ổn định, cái là các anh chị ăn uống vào nó đâu có hấp thu được đâu, nó đâu có chuyển hóa dinh dưỡng tốt được đâu các anh chị nhé. À, rồi rất là nhiều cái, với lại là cái sức khỏe của mình nó bị ảnh hưởng ngay khi mà cái hệ tiêu hóa nó có vấn đề, là bởi vì 80% những cái hệ miễn dịch thì nó nằm ở trong hệ tiêu hóa rồi các anh chị, nên những cái vi sinh vật mà có lợi các anh chị nó đã nằm trong cái hệ tiêu hóa của mình rồi, nên là khi mà nó có bị bất cứ một cái bệnh gì đúng không? Những cái từ cái nhỏ nhất đơn giản là cái bị táo bón mà bây giờ mọi người thời buổi bây giờ mọi người bị rất là nhiều đúng không ạ, là các anh chị sẽ thấy là cái sức khỏe, cái làn da, cái tinh thần của mình nó đã khác rồi các anh chị. À, rồi là bị đại tràng kích thích này, đó các anh chị làm thải độc cà phê đi, Lý khuyên thật chân thành luôn đó các anh chị. Nếu như mà nó không hết, Lý chắc chắn là nó sẽ giảm, nhưng trong đó có khách của Lý đã hết rồi nhá, cái đại tràng kích thích rất là khổ luôn á. Lý biết là gọi là một các chị tâm sự là nó đi vệ sinh suốt ngày rồi đúng không các anh chị, không kiểm soát được, rất là khổ luôn. À, nói chung tất cả những cái gì về hệ tiêu hóa các anh chị nhá, đau dạ dày, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày, các chị làm đi nó cải thiện lắm. Cho chị quy trình chăm sóc sức khỏe và tẩy sỏi gan, vâng ạ. Đó, chị cắt bụi đúng rồi. À vâng, em đấy, các chị cứ cần cái gì đúng không, chứ bây giờ muốn không, mình không, mình biết thì phải làm, không biết thì phải hỏi các chị nhá. Đó, chứ còn không, không làm, không biết và cũng không hỏi thì không khỏe được các chị ạ. Đấy, cái gì nó cũng phải như thế các chị nhá. Biết thì phải làm, phải về, bởi vì mình mới biết mà mình chưa làm thì cũng không thể khỏe được các anh chị nhá. Còn chưa biết thì phải hỏi để cho mình biết các anh chị nhá. Mình cứ tìm hiểu đi. Nếu như mà mọi người chưa tin tưởng những cái phương pháp Lý chia sẻ thì mọi người tìm hiểu nhá. Hãy tìm hiểu thêm. Đó, tìm hiểu bằng việc đọc sách, bằng cách hỏi những người đã làm rồi các chị nhá, chứ đừng có bỏ qua. Đây, những cái này nó rất là tuyệt vời. Những cái phương pháp tự nhiên này các chị thì nó không có cái gì mà rủi ro ở trong này hết các anh chị. Không có một cái gì rủi ro cả. Nếu mà các chị làm, một là các chị sẽ rất là khỏe, hai là các chị sẽ bình thường chứ không có một cái gì nguy hiểm cả. 99% mọi người sẽ khỏe hơn. Cái này Lý đảm bảo nha. Đấy, thật sự rất là tuyệt vời. Và hôm nay thì cảm ơn mọi người đã cùng vào theo dõi livestream của Lý nhé. Lý xin kết thúc livestream ở đây. À, thì nếu mà chuẩn bị Lý tẩy sỏi gan vài ba ngày nữa đây, Lý thông báo trước, nếu mà chị nào có muốn làm đấy thì có thể sắp xếp cùng làm với Lý nhé. Tẩy sỏi gan thì nó cũng cần vài cái nguyên liệu đơn giản thôi các chị ạ. Nhưng cái sỏi nó ra được mà mình không có cần phải phẫu thuật, không có cần phải mổ gì cả,
nhớ các chị cứ làm đi, nó đặc biệt là các chị em của mình cứ duy trì cái thải độc cà phê với lại cố gắng làm thêm cái tẩy sỏi gan nhé. Thải độc cà phê hãy làm mỗi ngày, còn không thì ít nhất cứ khoảng 2 ngày làm một lần cũng được, còn như Lý thì Lý làm mỗi ngày luôn. Còn cái tẩy sỏi gan thì nhiều nhất 1 tháng một lần, còn không thì khoảng 3 tháng thì mình sẽ làm một đợt như vậy. Đó là da rẻ của mình đẹp lắm các chị, sức khỏe đẹp lắm, đảm bảo với các chị luôn nhé. Đó, cứ tin tưởng Lý, làm thải độc cà phê trong khoảng 3 tháng đi, tẩy sỏi gan đâu đó khoảng 3 đợt đi, là các chị thấy khác liền. Ok nhá, cảm ơn mọi người cùng theo dõi livestream của Lý. Lý xin kết thúc livestream ở đây nhá. Chúc các chị một buổi tối cuối tuần thật là tuyệt vời nhá. Ngày mai thì một ngày đầu tuần thật là năng lượng các chị nhá. Bye bye mọi người.